Anh ấy nhà bác Hòa anh ạ, à, anh Dung ạ. Dạ nhờ, ở Cầm Bình anh ạ. Bộ lim như này đập cắt. Cố gắng lên, cứu người. Có người không? Có người không em? Bảo có người trên đây thôi. Có một bà cô nào trên đây. Aman trong này toàn gỗ này. Bảo là nhiều chập điện đấy. Nhà này toàn gỗ. Nhà nhiều chập điện đấy. Hỏng hết thì khóa 4 triệu, 5 triệu rồi. Hỏng hết khóa rồi. Đập nổi. Sáng chưa ăn cơm. Mày cắt tin làm gì vậy điện? Mày quá. Cái này mới xong rồi làm phạt cây bảy được không? Thì sợ bà ở trong nhà ngạt ấy không chịu được ấy. Mà bà không mở cửa nữa nhở? Mở là sao được chứ, không cứ là thấy tô. Cháy đến tầng 2 rồi. Tầng 2 cháy rồi. Đấy rồi, khói từ trong ra kìa. Di chuyển đi để cho lâu lâu lắm chứ phải cứu ai nhỉ? Chẳng phải có vụ nào cháy to mà cứu. Có mặt này đâu, không có mặt nạ này, nó khói đâu, không chịu nổi. Đeo mặt nạ đi, không chịu đâu. Em cũng làm được. Cửa kia là cửa to này. Idol. Người vẫn đang có người. Không đi đi ơi. Không được. Cháy nhỏ. Giờ hơi quá nhỉ. Đúng rồi, nhiều xe vào.
chú là sợ ngạt thôi. Người bên trong ấy. Đúng rồi. Lùi lên. Bây giờ bà này chỉ lên trên tầng trên cùng thôi, thì là sống. Là sống anh ạ. Càng lên nó càng lên cao. Không anh ạ, còn hơn là nó còn không khí mà thở. Nó còn được vào cái phòng. À cái phòng này cũng xì có đen rồi. Thì cái phòng có xì có đen hết rồi. Phòng xì có đen hết rồi. Nên em nghĩ là cô đã chạy lên trên tầng rồi. Cái cảm ấy là toàn khóc. Bây giờ lên trên tầng, cô trên tầng thế nào? Bây giờ may cô này mà trèo lên trên tầng thượng thì sống. Trèo bên trong là ngất rồi, chỉ sợ là ngất bên trong là ngất rồi. Ngất bên trong rồi. Buổi sáng mệt ngủ á. Bác Hòa anh ạ. Đúng rồi. Bác đồ lên, đồ khó lên. Bác đồ khóa cửa lên. Cái này chắc khóa luôn. Cái này anh đâm lắm rồi. Đeo lên, đeo được cái này. Bác đồ nghề lên. Bác máy lên đây.